À, hồi sáng giờ mình sẽ tháo cái bộ phận này ra. Tại các bạn biết là cái máy của mình á, lúc trước là nó cái giò nước tự nhiên cái nào nó chạy ít ít rồi, nó chạy rệu, nó giống như là nó không có nó bị nghẹt hay là cái bị gì đó. Nhưng mà mình đã thay ba cái bộ lọc rồi, ba bộ lọc thô nè, 1, 2, 3. Ở đây là bốn cái lọc khoáng, ở đây có nó có bốn cái lọc khoáng các bạn nha. Đây là cái bộ lọc cuối cùng. Thì nhưng mà cái máy này mình mua cũng lâu rồi nên mà mình nghi ngờ là nó bị nghẹt ngay chỗ cái lọc RO đây. Đây cái lọc RO ha, màng lọc RO đây. Thì mình cũng đã mở ra. Ở đây, đây là cái lọc cái phần lọc RO này các bạn này. Đó, tức là cái máy này mình đã để lâu lắm rồi. À, mình mua cũng lâu rồi. Thì nên là khi mà nó chạy lâu á mình đã kêu thợ tới nó thay ba cái bộ lọc này, sợ nghẹt ba cái bộ lọc này. Tuy nhiên mà khi mở máy ra thì thợ nó cũng thay xong rồi thì nước nó vẫn chảy yếu vậy, mà thợ nó cũng không biết cái xử lý, hay là thợ nó chưa có chuyên nghiệp các bạn à. Tức là nó nửa nạc nửa mỡ, nó chưa có chuyên nghiệp lắm nên là chắc nó có thể là nó chưa kiểm tra được. Thì cái này thì mình cũng lên mạng mình tìm hiểu rồi thì mình thấy là có khả năng là nó bị cái lọc này. Khi mình tháo này ra này, đây đây là RO ha, và mình tháo này ra thế này. Em đổ ra cho các bạn coi luôn. Đây, các bạn thấy là bây giờ là nó dơ, các bạn thấy nó dơ. Này, đây là những cái màng lọc RO. Cái nào mà nó không lọc được thì nó thải ra. Đây, các bạn thấy dơ, kinh khủng. Đó, các bạn thấy cái nguồn nước của mình không? Đâu phải là cái nguồn nước của mình. Các bạn nói chứ có nhà máy nước nó chỉ lọc, nó chỉ lắng cho trong thôi. Chứ còn này, đó các bạn thấy, đây. Đổ ra các bạn thấy. Đây các bạn thấy này. Nó đèn thui đèn thích như vậy thôi chứ còn sao mà nó không không ấy nữa các bạn. Đây đây các bạn thấy nguồn nước của mình kinh khủng không? Đây là cái lõi lọc mới rồi các bạn, cái này là cái lõi lọc cũ của nó đang xì xì ha. Lõi lọc mới, cái này lõi của Mỹ các bạn. Đối với bây giờ cái những cái dòng Caro này á, thì cái lõi này nó sản xuất ở Hàn Quốc. Còn bây giờ lúc cái lúc trước á thì nó là sử dụng cái lõi của Hồng Mỹ các bạn. Mỹ này. Thì cái lõi này nó có hai loại, một loại hàng phát với lại một loại chính hãng. Loại chính hãng thì nó có cái mã code QR nè. Các bạn quét thì nó sẽ ra hàng chính hãng ha. Đây nó có mã số rồi hết luôn nè. Cái model của nó nè, một số. Thì khi mà các bạn mua nếu mà hàng rẻ quá thì các bạn đừng coi lại nha, coi chừng đó là hàng giả nha các bạn nha. À, nó cũng dán nhãn Mỹ nhưng mà nó máy thì Việt Nam mình mà muốn làm gì cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ thay, bỏ vô đây nè, cái đầu này các bạn sẽ bỏ vô cho ống này nè, rồi các bạn đẩy vô. Thấy sao mà cho cái này nó bằng với cái này nè là được nha. Rồi, đó là nó tính đó nè. Rồi bây giờ mình sẽ dặn cái này, dặn cái nắp đó nè. Trước khi ấy là các bạn vệ sinh nha, nó dơ lắm. Đây bạn coi nè, cái đổ nước ra mà các bạn thấy cặn à, cặn nó như thế này là các bạn nghĩ một cái đường cái nguồn nước nó dơ khủng khiếp không. Mắt thường mình thì mình không biết cái dòng nước của mình sao chứ còn mình, bản chất của nó là rất là dơ, nhiều kim loại nặng, nhiều chất thải tạp chất ở trong đó. Giờ bây giờ cái này dặn, dặn cho cứng. Rồi, hồi nãy thì do mình tháo ra để mình thao tác cho nó dễ thôi. Còn ở đây là các bạn thấy nó có màu xanh nè. Màu xanh thì đây nó đi dưới nắp màu xanh thì chúng ta chỉ gắn vào thôi. Là chuyện bình thường ha. Chúng ta cứ đi theo màu chúng ta gắn thôi các bạn. Còn đây, đây là cái dầu trắng, cái nắp màu trắng thì chúng ta gắn qua cái phần màu trắng này. Nó có cái làm dấu cho mình. Cái này với tình trạng là máy xài lâu mà chảy nước yếu các bạn. Mở ra thì nó ra nó còn nhiều nguyên nhân lắm. Nguyên nhân có thể là do bộ bơm cao áp này. Rồi do nó bị hư cái van bốn chân ở đây nè. Lắp vô dây. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn mấy cái này lên. Đây là cái bộ tạo khóa các bạn nha. Mình gắn cái bộ tạo khóa này lên thôi.
bộ tờ khóa này nó nằm vậy. Rồi chẳng nữa đây là cái nguồn nước cấp vào. Rồi bây giờ để mình nói sơ sơ cho tất cả các bạn hiểu về cái nguyên lý hoạt động của nó nha. Cái này là mình cũng biết sơ sơ thôi, mình nói sơ sơ ở đây cái nguồn nước vào này các bạn nè, nguồn nước tổng ha, tức là từ cái hệ thống nước máy của mình hoặc là hệ thống nước bộ của mình sẽ đưa vào đây. Đó, khi nó đưa vào thì nó đây là cái bộ lọc thô. Bộ lọc thô thứ nhất thì nó có một cái hệ thống dây. Nó đưa qua phía sau đây nè thì nó vô cái bộ lọc thứ hai. Bộ lọc thứ hai ha, bộ lọc này là bán thô, lọc được 50% của cái này. Rồi tới này tức là lọc sạch. Đó, lọc sạch rồi vô rồi bộ phận này. Rồi mới đi qua lọc RO, đây cái bộ phận lọc RO các bạn nha. Các bạn nói là các bạn nói thay cái lõi lọc RO là khi các bạn cầm ra thì các bạn nó đi, các bạn nó cầm cái bộ phận này nè. Đi để cho nó biết, hoặc là cầm cái lõi nè. Để cho nó biết là cái lõi của các bạn là dòng đời máy nào á. Để mình mất công mình phải nói từng vừa lúc nó ra nó bán đó, nó không có vừa lúc ra nó bán thì nó cứ hỏi tới hỏi lui với công ấy ha, mình cầm cho chắc. Rồi rồi sau đó thì khi mà nước nó qua bên lọc ô nè, rồi nó mới qua cái van xong đầu nó sẽ đẩy xuống cái bồn này các bạn, tức là đây. Đây nó lên khi mà nó ra ha, nó ra khi mà nó lọc ở đây, nó vô cái bộ phận lọc RO đây thì đầu nó sẽ lên cái bộ phận lọc khoáng. Nhưng mà lọc khoáng thì nó có cái ngã ba nè các bạn, thì một phần thì nước nó sẽ được đưa vào ở trong cái bình này, bình chứa nước nó có cái áp suất đây ha. Thì sau khi mà nước nó đưa vào đây với lại nó lên cho cái bộ khoáng này thì sau khi mình mở thì nó sẽ chảy lên cái vòi này đó, nó cứ đi vòng. Đây là cái bộ phận lọc cuối cùng, và cái đây cái bộ phận này là cái bộ phận gắn vô cái vòi nước các bạn nè, đây nè. Đó, cái bộ phận này gắn vô cái vòi nước ha. Đó, đó là sơ sơ nó vậy đó các bạn. Và các bạn muốn tìm hiểu kỹ thì các bạn có thể lên mạng các bạn coi, hoặc là các bạn tìm hiểu qua mạng qua gì đó ha. Rồi sau khi thay xong ha thì các bạn lắp vô xong hết rồi thì các bạn đóng cái van này lại. Cái van này là cái van của cái bình này nè, thì ở đây trong đây nó còn nước nhiều các bạn, mà tại vì mình không có test cho các bạn nên là nước nhiều nên là mình sẽ đóng. Mình đang giả định là cái bình này nó đã đầy thì nó sẽ trả gì trên đây nè. Đây là cái tốc độ lọc của cái bàn RO khi mà không có cái bình tạo áp lực các bạn, thì nó sẽ chạy như thế này. Thì bây giờ mình sẽ xả cho nó một lúc đi các bạn. Mục đích đơn chi để cho nó thải bớt mất cái cặn mấy cái ba vớ đồ vừa lúc mình thay, mình trong quá trình mình làm nó còn động hay là gì trong cái đó, trong hệ thống nước thì cho nó. Các bạn thấy bây giờ nước rất là mạnh nha. Đó. Rất là nhanh. Lúc trước thì nó bị nhễu, nó chảy xong nó nhễu các bạn. Rồi, như các bạn hồi nãy cũng đã xem cái video của mình ha, có nói sơ về một số cái nguyên lý, lại là cái nó mình thay cái lọc màng RO. Tuy nhiên khi mình thay vô rồi thì cái nước nó vẫn nhễu vậy các bạn, nó vẫn nhễu. Tức là mình loại trừ là khả năng cái màng RO nó sẽ không bị. Tuy nhiên là cái màng RO của mình á, cái bộ lọc RO của mình nó đã lâu lắm rồi, cũng rất là lâu nên là bắt buộc phải thay. Nên là các bạn thấy là khi mà mở ra nước vô rất là nhiều trong đó, thôi là mình cũng thay luôn, cái này mình thay luôn. Tức là bây giờ mình sẽ loại trừ thêm. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra cái bình. Tại cái bình này cái bình này thì các bạn sẽ biết là nó sẽ bao gồm hai phần. Một phần là hơi và một phần sẽ chứa nước. Ở giữa đây nó sẽ có một cái màng giống như cái màng cao su của cái ruột xe vậy. Cái ruột xe nha các bạn, mà ruột xe hơi xe đồ đó, nó có độ co giãn. Thì khi mà ở đây nó có một cái áp lực hơi, nó đẩy cái màng lên đây lúc mà chưa có nước. Thì khi có nước, nước máy nó bơm ha, nó bơm từ kia xuống đây. Thì nước nó cứ nén vào đây, khi nó nén tới ở một mức độ là nó vừa đủ. Thì mấy cái van trên đây này nó sẽ đóng, nó đóng lại hết thì nó sẽ không còn nén xuống nữa. Nếu mà nó nén nữa thì nó sẽ xì tùm lum tùm la. Đó, do đó tác dụng trong đây nó có cái van trên, van dưới ha. Đó, rồi gọi là van cao, van thấp. Thì sau khi kiểm tra thì mình mở cái vòi ra nè. Đó, mình tháo cái dây này ra. Thì cái dây này nó liên đới tới cái chỗ phía đầu ra của cái trên cái phần cái bộ lọc RO nè các bạn nè. Thì nó sẽ khi mà nó lọc xong nó sẽ ra cái bộ khóa đầu tiên á. Đây, cái sợi dây này nè. Đó. Thì các bạn sẽ tháo này ra. Rồi sau đó ha, trước khi tháo là các bạn đóng cái này lại nè.
đóng cái van bình này lại. Rồi sau đó mình sẽ tháo ra, tháo sợi dây ra xong mình mở cái van coi thử là cái nước ở trong cái van nó có chảy ra hay không hay là nó bị nhiễu. Tại khi bình thường thì trong khi mình mà bình thường thì ở trong đây lúc nào nó cũng có nước các bạn. Khi mà nó đủ ở một áp lực nào đó, khi các bạn dặn nước ở một áp lực nào đó thì cái máy nó tự động sẽ bơm đủ cung cấp lại cái lượng nước y như cái lượng nước đang dưới trong đây. Thì lúc đó cái lực cái hơi nè nó đẩy sẽ lên thì nó sẽ tạo thành một cái lực nước mạnh để mà nó ra cái giò trên đây các bạn nè. Đó, ra giò trên đây. Thì hồi nãy mình mở ra, mình mở ra thì nó cái giò nó không có có chảy nước các bạn. Mình mở luôn cái van nó cái đầu giò chảy nước. Thì mình mới mở cái chỗ cái phần này. Cái phần này là cái phần hơi các bạn, có thể mình bổ sung hơi, mình bơm hơi vào đây nè. Thì mình mở ra thì mình lấy cái kim mình chọt vào trong cái lỗ này. Nó cái này nó giống như là cái van của xe Honda vậy các bạn. Rồi, khi mà chọt ra thì trong này nó không có hơi gì hết. Trong này có hơi và toàn là nước không. Thì mình mới đầu mới lấy cái van, lấy cái bơm mình bơm. Mình mở cái này ra mình bơm. Thì khi đó thì các bạn sẽ bơm, bơm làm sao mà cho nước nó chảy ra nha. Còn mà nước mà nó không chảy ra được tức là nó đang bị một vấn đề gì ở trong đây. Thì khi các bạn mở ra thì các bạn nên đem ra ở ngoài cho nó thoáng để chúng ta làm cái thao tác nó dễ hơn các bạn. Thì khi mình đem ra thì mình sẽ sử dụng cái bơm, bơm tay cũng được, bơm bánh xe Honda, bánh xe thường cái của mình ấy. Thì mình lấy cái vòi mình ấn vào. Thì có thể là cái vòi này nó hơi ngắn các bạn, nên là do đó các bạn lấy cái gì các bạn chê. Để làm sao mà các bạn cảm giác là cái hơi bơm, cái hơi nó không có xì mà nó sẽ bơm trực tiếp vào trong cái bình này. Thì khi đó nó sẽ có cái hiện tượng là nó sẽ trào nước ra, tại trong bình này nó đang có nước mà, à, nó trào ra. Thì các bạn bơm, cứ bơm liên tục sao cho nước ở trong bình nó chảy ra hết luôn. Nó chảy ra hết hoặc là còn một số lượng rất là ít. Thì khi đó là trong cái bình này nó đã có một cái lượng hơi nhất định rồi. Thì khi đó là sau đó là mình khi mà nước nó chảy ra hết rồi thì mình đẩy cái van lại, mở ra đẩy cái van ngay chỗ cái giòi lại. Rồi sau đó mình sẽ lắp vào. Mình lắp vào xong thì mình gắn dây rồi hết lắp vào thì mình đầu mình bật điện lên, mình cắt nước cho nó để cho nó lọc. Khi mà nó lọc đủ, khi nó lọc đủ thì các bạn sẽ thấy là khi mà mở cái giòi nước thì nó sẽ chảy rất là mạnh. À, lý do cái máy của mình là nó bị cái bình này. Lý do cái bình này. Khi mà trong cái bình nó không có hơi, các bạn nghĩ là giống như mà cái bánh xe đạp của mình mà nó không có hơi thì các bạn nó sẽ xẹp xuống, ha, nó xẹp xuống khi mà các bạn nhấn vô cái giòi nó cũng xì ra. Thì bình thường ở trong cái bình mới thì cái máy mới mà khi các bạn mới ráp cho người ta hay là các bạn mới mua về thì các bạn nếu mà vô tình các bạn mở cái đó ra, các bạn tái máy, các bạn lấy cái giò, các bạn lấy cái kim, các bạn nhắn vào cái giò đó thì nó xịt hơi ra, nó xịt hơi giống như cái giò kim xe Honda các bạn nhắn vào nó sẽ xì như vậy. À, thì nếu mà khi mà mình bơm như vậy nữa mà nó vẫn nước còn bị yếu thì có thể là do cái màng cao su ở trong nó bị rách rồi. Thì do đó bắt buộc phải thay cái bình này thôi các bạn. Còn bây giờ cái trường hợp của mình thì mình xử lý được nên là mình xài nó ok. Tóm lại nguyên nhân của nó là do cái bình này nó không có cái hơi trong đây các bạn. Đó. Ngoài ra nó còn có rất là nhiều nguyên nhân. Như nãy mình lúc trước mình nói ha, như nãy đầu video mình nói là có thể là do nó bị cái màng lọc, cái bộ phận lọc màng Gio nó lâu quá ngày nó cạn, nó lọc không có nổi nữa thì nó bị dơ. À, cái thứ hai có thể là do cái bơm cao áp. À, do bơm cao áp hoặc mấy cái van, van đóng, van mở, rồi van trong này nó có tới 3-4 hệ thống van. Thì do đó nó sẽ có từng cái cách mà nó test từng bộ phận. À, thì khi mà chúng ta biết test thì nó sẽ dễ dàng thôi, chúng ta sẽ loại trừ. Tuy nhiên là mình hồi nãy là mình xuống tay ngang, mình vô mình làm, mình không có test. Nên là mình cảm nhận là cái màng Rio lâu quá thì mình mua về mình thay. Rồi sau đó mình thay vô nó không chạy nữa, tiếp tục mà test tới cái bình. À, còn nếu mà cái bình mà nó bình thường, các bạn khi mà các bạn lấy cái bình ra, các bạn mở cái giòi mà thấy nó chảy nước mạnh, mà nó chảy nước đều như vậy, mà nó chảy gần hết trong bình ra luôn, nó chảy hết trong bình ra luôn, thì cái nguyên nhân là bắt đầu chúng ta sẽ test tới là bắt đầu là tới cái bộ phận như bơm cao áp, rồi tới mấy cái van đó. À, rồi đó, nó cái trường hợp nó vậy đó các bạn. À, nhưng mà vật vật cũng cần hết 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ các bạn.